lâu, tỏi đã được biết đến và trở nên rất đỗi thân thuộc trong đời sống ẩm thực hàng ngày của mỗi gia đình. Quả không khó khăn gì để có thể tìm mua thứ gia vị này, bởi chúng được bày bán phổ biến cùng với ớt, với gừng, với xiềng, với sả trên những mẻ rau củ quả ngoài chợ. Chỉ là những nhánh nhỏ xíu như thế này, nhưng nếu như các món rau xào như rau muống, cải song hay rau lang mà thiếu sự có mặt của chúng thì sẽ không lấy gì làm hấp dẫn nữa. Tuy nhiên, không chỉ đơn thuần có tác dụng tạo hương vị hấp dẫn cho đồ ăn, mà trên thực tế, những công dụng của loại củ này đối với sức khỏe là vô cùng to lớn. Được người thân mách cho kinh nghiệm ngâm tỏi với rượu trắng, giúp tăng cường sức khỏe, phòng chống cảm mạo mỗi khi trái nắng trở trời, ông Nguyễn Trọng Phú đã làm theo. Thế mà cũng gần chục năm nay, cứ mỗi khi sắp hết chai rượu tỏi này thì ông lại làm tiếp một chai rượu tỏi mới như là thói quen, nếp ăn nếp ở. Tôi cái rượu tỏi này là theo cái từ đời các cụ nhà tôi ấy, là cũng vẫn cứ hay, các cụ cũng hay cái bóc cái tỏi xong rồi ngâm vào mấy rượu. Nếu uống thì rất là tốt cho những các cái bệnh là ví dụ như là cao huyết áp này, đấy, rồi thì là về cái bệnh tim mạch các thứ, nếu uống thì rất tốt. Cái tỏi này thực tế là cái nguyên liệu tỏi thì nó rất là dễ kiếm, mà cái tỏi nó cũng là một cái gia vị để cho những các cái món ăn rất là ngon, ví dụ như tảo tỏi mà xào với lại rau muống này, rồi thì là rau lang xào ăn cũng được, thế rồi rau bí, rồi rau cải song. Nhưng mà năm nay là tôi 65 tuổi rồi, thế nhưng mà những cái hôm mà trái nắng trở trời như gió mùa đông bắc các thứ là tôi cũng không thấy đau người hoặc là đau xương đau khớp các thứ gì cả. Theo y học cổ truyền ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, từ xa xưa người dân đã biết dùng tỏi để điều trị nhiều loại bệnh và có kết quả tốt. Tỏi có vị cay, tính ôn, hơi độc, tác động vào hai kinh can và vị, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, trừ phong, tiêu nhọt, tiêu đờm. Theo các nghiên cứu khoa học, thì trong thành phần của tỏi chứa nhiều chất kháng sinh allicin giúp chống lại các virus gây bệnh. Tinh dầu từ tỏi, dầu glucosen và allicin, phytoncid có công dụng diệt khuẩn, sát trùng và chống viêm nhiễm. Ngoài ra, tỏi còn chứa hàm lượng lớn các vitamin như A, B, C, D, PP, hydrat carbon, polysaccharide, inulin, phytosterin và các khoáng chất khác cần thiết cho cơ thể như iốt, canxi, phốt pho, magie, các nguyên tố vi lượng. Do đó, loại gia vị này có khả năng giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu, dầu chất chống oxy hóa, giúp khôi phục hoạt động của các tế bào trong cơ thể, nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại rất nhiều bệnh tật, trong đó có cả các bệnh ung thư nguy hiểm. Về lý luận của y học cổ truyền thì tỏi thì có cay, tính cay, ấm và hơi có độc, và nó vào kinh can và kinh đại tràng, và kinh can và kinh đại tràng, và người ta cũng sử dụng để điều trị rất nhiều các chứng bệnh, đặc biệt là cái chứng bụng, bệnh đầy hơi, chướng bụng và các cái bệnh mà bị lị, đi lị. Và người ta đã có những nghiên cứu, người ta thấy rằng là ở trong các cái hoạt chất ở trong tỏi thì nó có những cái chất có thể ức chế sự phát triển của trực khuẩn lị. Vì vậy cho nên là cũng có nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra thì tỏi có tác dụng sát trùng khá mạnh, cho nên là cũng có khi mà cái nạn đại dịch sát ấy, xảy ra ở Trung Quốc ấy, thì người ta đã dùng cái nước tỏi đó, thành phần chủ yếu là nước tỏi hòa lẫn với nước, sau đó hòa với giấm, sau đó thì họ phun đại trà trong không khí để sát khuẩn. Thì cái đấy cũng là một cái kinh nghiệm của Trung Quốc người ta dùng để mà chống lại cái dịch do virus thâm nhiễm qua đường lây nhiễm qua đường hô hấp từ không khí. Thế còn nói thì nói như vậy, nhưng mà không phải là không có cái nhược điểm, bởi vì tính của nó rất nóng, cho nên tất cả những người nào mà thân thể người ta hoặc là tố chất của người ta là thể nhiệt
hoặc các cái chỗ mà tổn thương do viêm nhiệt thì hết sức thận trọng khi dùng tỏi. Theo các ghi chép cổ thì rượu tỏi được dùng phổ biến tại Ai Cập. Ngay từ thập kỷ 70 của thế kỷ 20, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhận thấy Ai Cập là một nước nghèo, khí hậu sa mạc khắc nghiệt, nhưng sức khỏe chung của người dân lại vào loại tốt, ít bệnh tật, tuổi thọ trung bình ở mức tương đối cao. Điều này là do họ đã sớm biết được tác dụng của tỏi cũng như việc ngâm tỏi với rượu để bảo vệ và giữ gìn sức khỏe. Thì cũng là một sự tình cờ mà Tổ chức Y tế phát hiện thấy rằng ở Ai Cập thì có một cái quốc gia rất là nhỏ bé và cái điều kiện sinh hoạt tập quán đấy rất là nghèo nàn, lạc hậu. Nhìn chung là họ mức sống rất là thấp. Thế tuy nhiên thì là cái tuổi thọ và cái bệnh tật của họ thì lại rất là ít. Thế thì họ cũng tìm hiểu tại sao khi đến thâm nhập từng nhà một thì họ phát hiện thấy rằng là hầu như mỗi gia đình đó họ có một chai rượu tỏi để trong nhà và họ đã có cái thói quen dùng rượu tỏi từ lâu đời rồi và họ cứ truyền lại như vậy. Họ thấy rằng có lẽ là dùng rượu tỏi sẽ mang lại sức khỏe cho bản thân gia đình và cái dân tộc của họ, cho nên là cũng là một cái mà họ dùng. Vậy thì rượu tỏi nó là như thế nào? Thì gần đây dưới cái sự nghiên cứu của y học hiện đại, người ta thấy rằng là trong tỏi có mấy cái hoạt chất rất đặc biệt, trong đó có một hoạt chất có tính kháng sinh rất mạnh. Và đặc biệt hơn nữa, họ phát hiện thấy rằng trong tỏi thì có một cái hoạt chất nó lại làm tan được, giảm được cái lượng lắng đọng cholesterol ở trên thành mạch máu. Và chính bởi vì vậy cho nên là cái tác dụng mà hữu hiệu của nó chính lại là ở cái chỗ này. Và người ta thấy rằng người Nhật Bản cũng là người đất nước người ta nghiên cứu khá kỹ về rượu tỏi, thì người ta thấy rằng là cũng có đưa ra một số các khuyến cáo, ví dụ để điều trị các bệnh, ví dụ như là bệnh các bệnh về đường tiêu hóa, các cái bệnh về tim mạch, đặc biệt là bệnh lý vữa xơ mạch máu, hoặc là các bệnh xương khớp, hoặc là những cái bệnh về trĩ, người ta cũng có thể dùng rượu tỏi. Thế còn lại thì cũng có rất nhiều các cái tài liệu người ta khuyến cáo là có rất nhiều tài liệu người ta khuyến cáo việc dùng tỏi. Thì ta thấy rằng là có rất nhiều cách dùng khác nhau. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng là dùng định kỳ bằng rượu tỏi thì là tiện dụng nhất. Nhưng mà rượu tỏi thì cái cách chế biến là người ta lấy vào khoảng độ 40 gram tỏi khô, không tính là tỏi tươi, tỏi tức là đã mang lên để trên gác bếp rồi, tỏi khô 40 gram và rượu là 100 ml. Thì rượu đây người ta khuyến cáo là nên dùng rượu gạo nấu ở cái độ vào khoảng độ 40 đến 50 độ. Như vậy qua nhiều nghiên cứu phân tích, người ta thấy rượu tỏi có thể chữa được 4 nhóm bệnh là xương khớp, viêm đau khớp, vôi hóa các khớp, mỏi xương khớp, hô hấp, viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản, tim mạch, huyết áp cao, huyết áp thấp, xơ vữa động mạch, tiêu hóa, ợ chua, khó tiêu, viêm loét dạ dày, tá tràng. Và đến năm 1983, các nhà nghiên cứu Nhật Bản lại thông báo bổ sung thêm hai nhóm bệnh nữa là bệnh trĩ và tiểu đường. Họ nhận xét đây là loại thuốc có hiệu quả chữa bệnh cao và đặc biệt không gây phản ứng phụ. Tỏi khô đã bóc bỏ vỏ, 40 gram không cần thái nhỏ cho vào chai, ngâm với 100 ml rượu trắng 40 đến 45 độ, hàng ngày lại lắc chai rượu. Dần dần rượu chuyển từ màu trắng sang màu vàng, sau khoảng một tháng thì có thể uống được. Theo các bác sĩ đông y thì liều lượng có thể dùng linh hoạt, nhưng mỗi ngày có thể dùng 2 lần, sáng uống 40 giọt tương đương một thìa cà phê trước khi ăn, tối uống 40 giọt trước khi ngủ. Do đó, để ngày nào cũng có rượu tỏi để uống thì sau 10 ngày lại ngâm tiếp chai mới. Với một liều lượng nhỏ hàng ngày như vậy thì ngay cả những người không biết uống rượu hoặc phải kiêng rượu cũng có thể dùng được. Người ta cũng khuyến cáo là mình nên dùng là khoảng 40 giọt rượu tỏi, tức là nó tương đương vào khoảng độ một cái thìa cà phê rượu để uống, một ngày có thể uống 2 lần. Nhưng mà cái này là nó không phải là uống một cái mà người đang cholesterol máu đang cao mà có thể lập tức đưa xuống được là không có. Nhưng mà mình phải dùng rất là kéo dài, dùng rất lâu thì cái tác dụng của nó mới thấy, có nghĩa là người ta nó gần như đi cùng với cuộc sống. Thế cũng có nhiều người mà bây giờ tôi không uống được rượu thì như nào. Thật ra thì là có rất nhiều cách
Một là vì cái số lượng nó rất là ít, khoảng 40 giọt thôi, thì chúng ta có thể hòa loãng nó ra một chút xong chúng ta uống cùng thì cái độ rượu nó cũng không bị ảnh hưởng gì. Hoặc là chúng ta uống xong chúng ta có một cái đồ gì đó chúng ta tráng đi thì cũng không có vấn đề gì cả. Nhìn chung là cũng thể uống được, nhưng vẫn phải nhắc lại là không phải là mình khi đã có bệnh rồi, hoặc là mình có mỡ máu cao rồi, hoặc là mình có đau khớp rồi mình bắt đầu mới nghĩ đến rượu tỏi, mà phải nghĩ ngay từ rất sớm, dùng ngay từ rất sớm, từ rất là sớm thì mình mới có thể để phòng được các cái bệnh đó. Thông thường bởi vì cái lượng rượu tỏi mình dùng không phải là nhiều, nếu mà mình dùng để rất là nhiều ấy, thì mình phải hết sức cẩn thận đối với từng thể chất của từng người. Nhưng vì mình dùng không nhiều cho nên là hầu hết là mọi người cũng có thể dùng được. Chỉ có một cái điều là người ta không thích dùng là bởi vì nó cũng có những cái nhược điểm, ví dụ như mùi của nó khó chịu, và sau khi người ta dùng xong uống xong thì cái mùi ở trong miệng cũng khó chịu. Thế thì người ta không có tình nguyện để người ta tiếp tục dùng ngày ngày dùng, bởi vì bây giờ một cuộc sống hàng ngày phải giao tiếp rồi xã hội rồi rất là nhiều vấn đề thì người ta không thể làm được cái việc đó. Thì nhiều khi người ta bị đấy là cái trở ngại để cho người ta không thể dùng liên tục được. Nhưng mà mình phải có cách là mình dùng xong mình có thể súc miệng, hoặc có thể mình dùng một cái thức ăn hoặc một cái thứ khác mình lấn át nó đi thì cũng không có vấn đề gì. Thì đấy là cái những cái mà nó chủ yếu khó khăn. Thế còn về chỉ định thì cũng như trên đã nói, vì tính của tỏi là nóng và có độc, nhưng mà may quá là vì là lượng mình dùng rất nhỏ cho nên là cũng không sợ lắm. Nhưng mà nhìn chung thì những người mà có thể chất gầy này mà nhiệt, nóng nhiệt, ví dụ thường xuyên bị lở loét ở trong miệng, thế rồi thường xuyên bị các cái bệnh lý ở ngoài da, thì những cái chuyện như thế chúng ta hết sức cẩn thận, rồi hoặc là tốt nhất là lên tư đến bác sĩ để hỏi và tư vấn xem thể chất của mình như thế này thì có nên dùng được không. Con người từ tuổi 40 trở lên đã bắt đầu xuất hiện bệnh tật, các bộ phận trong cơ thể báo động thoái hóa. Bộ phận nào yếu thì thoái hóa nhanh, đặc biệt là làm cho các chức năng hấp thụ chất béo lipid và chất đường glucid suy giảm. Các chất dinh dưỡng đó không hấp thụ được qua đường chuyển hóa, phần thừa không thải ra ngoài được, đã dẫn đến lắng đọng trong thành vách mạch máu, làm xơ vữa động mạch và xơ vữa các bộ phận khác, rồi lâu ngày gây ra bệnh tật. Tuy nhiên, nếu biết sử dụng rượu tỏi, thứ thực phẩm rẻ tiền mà dễ kiếm này để uống hàng ngày, thì bệnh tật sẽ bị đẩy lùi. Lúc nãy em có gặp Hoàng Minh trở về. Nói chung là nhìn cũng đủ hiểu ngày hôm qua cậu ấy quậy đến mức nào. Chị à, em nghĩ chị cũng đừng lấy giận dữ để đối chọi với Hoàng Minh. Giờ chị cần phải bình tĩnh hơn, sử dụng những điều khoản ràng buộc trong hợp đồng để điều chỉnh lại cậu ta. Với thị trường hiện nay, việc sở hữu một Hoàng Minh vẫn là đáng giá. Bên MF đó, từ ngày Hoàng Minh ra đi đã hơn một năm trời mà họ vẫn chưa có động tĩnh gì hết. Em nghĩ tí nữa nói chuyện với Hoàng Minh, chị nên cân nhắc. Tôi biết rồi. Hẹn Hoàng Minh 11:30 đi ăn trưa với tôi. Dạ. Năm lúc đó Lê Mận cũng tham gia, và lúc đó Lê Mận mới có 17 tuổi thôi, cũng chưa được vào vòng sâu của Sao Mai. Cái cảm xúc của Lê Mận như thế nào khi mà lần đầu tiên đến với một cái giải lớn như vậy? Thì thực sự là lúc đấy là tuổi của Lê Mận còn rất là bé, và Lê Mận học ở quê cho nên là bố